cái phương pháp thực trị liên tâm của chúng ta đó, thì từ đầu tôi cũng đã nói rồi, mục tiêu của thực trị liên tâm là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có nghĩa là chúng ta học hiểu biết để tự giúp cho mình, tự giúp cho người thân và hỗ trợ cho cộng đồng. Chúng ta không có mục đích chữa bệnh, do đó là trong cái phần mà học để mà điều chỉnh của cơ thể á, là cái bài học đầu tiên bao giờ cũng nhắc nhở là chúng ta phải thực hiện những cái điều như là nhịn ăn, hút không khí, chườm đá và uống nước chi li. Do vậy á, là khi mà học được cái bài học ở đây á, thì chúng ta sẽ lấy những cái hiểu biết, những cái kiến thức ở đây và thực hiện qua bản thân của chính mình, và đồng thời á, phổ biến lại cho bà con, cho cộng đồng, trong đó có cái gia đình.